Suốt đêm 2 tháng 1 và rạng sáng ngày 3 tháng 1, lực lượng cứu hộ bé Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi bị rơi xuống cọc bê tông mố cầu Rọc Sen ở độ sâu 35m tại ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, hoạt động hết công suất để triển khai phương án đưa bé bị nạn lên khỏi lòng đất nhanh nhất. Phương án cứu hộ bé trai bị mắc kẹt trong cọc bê tông ở độ sâu 35m được thực hiện 24/24. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thông tin đã có đến 350 người từ nhiều lực lượng tham gia cứu hộ, trong đó có sự hỗ trợ của lực lượng quân sự quân khu 9. Do phương án khoan guồng xoắn để làm giảm độ ma sát của đất và cọc bê tông bé Hạo Nam mắc kẹt chưa mang lại nhiều hiệu quả, lực lượng cứu nạn phải sử dụng phương án đưa ống vách lồng trùm cọc bê tông, rồi xử lý hết phần đất trong lòng ống để niền dây thép vào 3 ống của cọc bê tông, nhổ lên khỏi mặt đất nhằm cứu hộ bé Hạo Nam. Từ tối 2 tháng 1, các vách bằng thép đã được đưa đến hiện trường để tiến hành hàn mối lại thành hình trụ và nối lại đủ độ dài 35m. Các bước hàn và nối các ống vách thép được triển khai gấp rút với rất nhiều lực lượng phối hợp tham gia. Đến 2:30 sáng 3 tháng 1, ống vách thép dài 35m đã được hàn nối hoàn thành và được cần cẩu kéo lên trên không. Hơn 1 giờ cẩu định vị và dùng thiết bị chuyên dụng đóng xuống lòng đất, ống vách thép cứu hộ đã được lồng bên ngoài cọc bê tông bé Hạo Nam bị kẹt. Bước tiếp theo của giai đoạn cứu hộ này sẽ là việc lực lượng cứu hộ dùng phương tiện loại bỏ lớp đất bao bọc quanh cọc bê tông mố cầu bé Hạo Nam bị mắc kẹt. Sau khi hoàn thành công đoạn này, lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành nhổ cọc bê tông đưa bé trai bị nạn ra ngoài. Hiện lực lượng cứu hộ tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành xử lý phần đất giữa lòng ống vách và cọc bê tông như theo kế hoạch. Tỉnh Đồng Tháp đã huy động hầu như tất cả các trang thiết bị, con người trong và ngoài tỉnh, đồng thời đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để hỗ trợ tỉnh. Khó khăn nhất trong công tác cứu hộ là địa chất công trình phức tạp, cọc đóng rất sâu 35m, đồng thời hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng nên việc di chuyển thiết bị máy móc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về công tác cứu nạn bé Hạo Nam trong các bản tin sau.